Mời các thánh vào chém nhá. Các thánh của TikTok rồi của phở bò rồi của YouTube nhá, vào đây chém. Thánh nào mà có cái combo nào mà mới 100% nhá, hàng mới, xịn, đẹp. Không chơi hàng second hand, hàng cũ nhá. Mà rẻ hơn bộ này mà lại có tính năng là giảm tiền điện anh em ạ. Mà lúc mất điện lại chạy được cả quạt, đèn, tivi, điều hòa, vơi vào đây. Tôi chơi hết công luôn. Cho công biết tay luôn anh em ạ. Lần này gặp rất nhiều mẹ các thánh cào phím anh em ạ, rất là hay luôn. Thánh nào cũng vào khoe là anh mua hàng cũ và đây không chơi hàng cũ nha anh em nhé. Kể cả ông lỡ không lấy vợ, các ông không thích lấy vợ cũ luôn, nên tôi nói luôn một câu cho nét luôn. Đừng nói thì chơi hàng cũ anh em nhé. Chơi đồ cũ ông ra ngoài gặp CV mà ông chơi ông ạ. Đây là hàng mới anh em nhá. Đấy, giảm tiền điện mà lúc mất điện lại chạy quạt đèn tivi mà lại rất rẻ anh em ạ. Bộ này thì nhiều ông không muốn tư vấn đâu bởi vì nó rẻ quá. Tư vấn bộ này móm. À, dòng mới này được trang bị cho anh em là 4 pin nhá. 1 2 3 4 pin này. Một điều khiển sạc 45 này, một tủ tổng này, một hòa lưới 1000 này, một con kích 2000 này, cộng một cái bình này 24V 50 này. Bình thế hệ mới nhá, điều khiển qua điện thoại luôn anh em ạ. Chứ không phải cái bình à ới ngày xưa anh em dùng đâu. Nó ngon lắm anh em ạ, chạy tiền nào của đấy thôi. Hơn 2 xịt thôi anh em ạ. Một là cái yếu tố phải nói trước luôn này là giảm tiền điện, lắp vào là giảm, không giảm thu hồi luôn. Ông nào lắp vào không giảm tôi thua sản phẩm luôn. Mẹ đã thế à. Này còn thứ hai nhá, lắp vào mà mất điện mà không chạy được quạt đèn tivi mà không thổi được cơm tôi cũng thua sản phẩm luôn. Đã thế à. Cho biết tay luôn anh em ạ. Đấy mà có hơn 2 xịt thôi nhá. Bộ này không có đối thủ với giá luôn. Tất cả combo luôn anh em nhìn này. Đây combo này. Combo tất nhá. À quên, không có quạt, không có con gâu nhá. Gâu không có trong này. Cả cáp đi kèm, cái dây đỏ không có nhá. Dây này lên tấm pin mà, nên là dây này anh em phải tự kiếm thôi. Chứ còn mình thì không không lắp dây này cho anh em. Đấy. Bộ này hoạt động sẽ trên nguyên lý như sau này, giải thích cho anh em dễ hình dung này. Đầu tiên là bốn tấm pin này đúng không, nó sẽ qua cái tủ tổng này sẽ vào điều khiển sạc, điều khiển sạc nó sạc mà nó qua tủ tổng lại vào cái bình này đấy, để nạp cái bình anh em nhé. Nạp cái bình xong đúng không, thì nạp vào cái bình này xong đúng không, thì từ cái bình này xong này nó lại qua cái tủ tổng này, nó vào con hòa lưới 1000 này này, nó đẩy vào điện trong nhà anh em sử dụng. Nó có anh em hỏi là công tơ điện tử dùng được không á, nó dùng thoải mái luôn. Riêng dòng này đặc trị công tơ điện tử luôn anh em nhé. Cơ điện tử chơi hết chén hết luôn. Bởi vì nó chạy là bám tải. Nhà dùng bao nhiêu thì đẩy ra bấy nhiêu. Còn khi nào mà không dùng là nó không đẩy ra. Và toàn bộ điện ở tấm pin này sẽ nạp hết vào bình. Khi mất điện là cái con hòa lưới này nó nghỉ. Khi những cái con này nó chạy này. Cái con 1000 này, 2000 nó chạy đỏ đỏ này. Cái con 2000 nó chạy thì anh em sẽ lấy điện từ cái bình ắc quy này này. Qua cái con hòa lưới 2000 này. Và từ cái hòa lưới 2000 này anh em sẽ chạy được quạt đèn tivi mất điện, nhưng mà nói chung là đừng cắm mất điện trong nhà nhá. Giờ chạy riêng cho mình. Tại sao chạy riêng? Mình hay tư vấn là chạy riêng bởi vì như này. Chạy riêng bởi vì là anh em mới lắp đồ này và không có kinh nghiệm thì lên chạy riêng. Mất điện thì anh em cắm cái phích cắm cho mình, chạy quạt đèn tivi hoặc cần máy tính thì cắm máy tính vào thôi, chứ không nên cắm chung trong nhà. Cắm chung thì nhà nó có nhiều thiết bị điện. 2000 thì không đủ chạy cho cả nóng lạnh rồi chạy lò vi sóng rồi này, còn chạy cả bếp từ đâu anh em ạ. Cái đó phải tầm 8 ký mới chạy được, còn 2 ký này chỉ chạy nhu cầu cơ bản thôi. Nên là mình hay tư vấn là bộ này nên không cắm, kể cả nhà mình thế. Lắp bộ 5 ký cũng không bao giờ cắm. Dùng cái gì thì cắm thôi. Cả cái xưởng chạy tầm 2 ký điện thật nhưng cũng không bao giờ cắm như thế cả. Đấy combo như thế nhá. Chiến đấu với anh em nhá, combo thần thánh nhá. Các loại thánh vào đây mẹ rồi cho các ông biết tay luôn. Không có thánh nào chơi được bộ này luôn. Chơi hàng mới nha, không chơi hàng cũ nhá. Nhiều ông mẹ cứ chơi hàng phạch, riêng hàng phạch mà gặp bộ này hàng phạch. À ngoài hàng phạch mà, tức là chơi bộ này hàng second hand nhá, giá nó còn mẹ khủng khiếp luôn anh em ạ. Đây là hàng mới đấy, xin test luôn đấy.